tăng là bậc từ hòa nghiêm tình, dứt trần lao đạo quả biến thành lục căn tình lặng vô sanh ứng cung cao thượng phương lành thế gian. Từ quá khứ vô vàn tăng chúng, ở đương lai vô lượng thánh hiền, đời nay tăng bào phước biên còn xin kính lễ theo duyên niết bàn. Bậc diệu hành tinh văn đệ tử, bậc trường hành tăng già thiền môn, như lý hành thánh phân đa, bậc chân chánh hành tăng già thích tôn. Ấy là tăng bốn đôi tám chung, đệ tử Phật ứng cúng